Từ sáng sớm, cổng trường sĩ quan lục quân 2 đã khá đông đúc, nhưng trật tự và có hàng lối. Đồ đạc của thí sinh và người nhà cũng gọn gàng. Nét mặt rạng rỡ chứ không lo âu, vì họ biết con em mình sẽ được quân đội chăm lo đầy đủ. Bộ phận đón tiếp thí sinh trúng tuyển là những học viên cũ, nhiệt tình, thân thiện. Hơn ai hết, họ hiểu tâm trạng của thí sinh trúng tuyển lúc này, nên vừa chúc mừng, vừa nhiệt tình giải đáp mọi câu hỏi. Trong quá trình học viên nhập học, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cán bộ, học viên khóa trên đưa về đơn vị ổn định nơi ăn, chỗ ở. Quá trình học tập tại nhà trường, quân tư trang sẽ được nhà trường cung cấp bảo đảm đầy đủ cho các đồng chí học viên. Còn lần đầu đi học xa nhà, bậc cha mẹ nào hẳn cũng thương, cũng nhớ. Ngay cả người cứng rắn nhất cũng không tránh khỏi những phút rưng rưng. Nhưng trên hết là nụ cười, là sự động viên của phụ huynh. Thấu hiểu những ước mơ của con em mình từ thuở còn thơ, nên niềm vui này càng được chắp cánh và lan tỏa. Đến năm nay thì cháu đã tốt nghiệp cấp 3 và đạt được cái mong muốn ước mơ của mình và thi đậu vào trường sĩ quan không quân. Thì bản thân cháu cũng như gia đình rất là vui. Trưa hôm nay thì gia đình chúng tôi cũng đã được xuống ăn bữa cơm chung với các cháu ở dưới bếp. Nhưng mà thực sự thấy rằng là bữa ăn rồi là cái sự phục vụ và mọi cái rất là tuyệt vời, gia đình rất là yên tâm. Không những là cái niềm tự hào của bản thân cháu mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và quê hương Bác Hồ kính yêu. Và chúng tôi là rất là yên tâm khi gửi gắm con mình vào đấy để cháu được rèn luyện trở thành một sĩ quan hải quân trong tương lai. Những thanh niên ưu tú này đón nhận và trải nghiệm những lần đầu tiên thật hào hứng. Lần đầu gặp chăn màn vuông vức, bữa cơm đủ dinh dưỡng đầu tiên ở đơn vị, không gian xanh, sạch, đẹp, nề nếp chính quy. Phụ huynh và thí sinh trúng tuyển đều yên tâm về những ngày học tập sắp tới. Khi bước vào môi trường quân đội thì em thấy nơi đây rất là đẹp. Và khi được bố trí về đơn vị thì em thấy chỗ ăn ngủ rất là thoáng mát và hợp vệ sinh. Những thanh niên này sẽ có nhiều điều thú vị để tiếp tục khám phá phía trước. Sau khi phúc tra đạt đủ tiêu chuẩn sức khỏe, họ đã chính thức trở thành học viên nhà trường quân đội.